Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Vâng, thì hôm nay em lại sẽ báo giá cho quý vị chị bạn một loạt xe Toyota Vios từ các đời 2006 cho đến 2016. Vâng, có giá tiền dao động từ 155 triệu cho đến tầm hơn 400 triệu một chút. Anh chị em nào có nhu cầu mua cái dòng xe này về chạy gia đình hay chạy dịch vụ thì khá là ok, tùy thuộc vào cái giá tiền của quý vị chị và các bạn nhé. Thì bên mình chuyên mua bán cung cấp tất cả các dòng xe đã qua sử dụng đấy, từ 2 chỗ cho đến 8 chỗ ngồi, và hiện tại nhà em cũng còn khá nhiều, gần chục mẫu xe Toyota Vios đấy, từ form cũ cho đến form mới còn rất là đẹp luôn. Anh chị em nào có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại 0816662386 hoặc 0971255863. Vâng, em tên là Tuấn Anh ở Hải Phòng và là chuyên viên tư vấn bán hàng cũng như là có chịu trách nhiệm tất cả các dòng xe ở cửa hàng của mình đấy. Địa chỉ cửa hàng của em là số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng, và số điện thoại của em là 0816662386 đấy, số điện thoại liên lạc chính của em anh em nhé. Đấy. Đấy. Tất cả cái giá ở đây thì bên em đã giảm một cách kịch sàn cho quý vị chị và các bạn rồi. Anh chị em đến xem xe thì có thể là thương lượng một chút nữa để cho là quý vị các bạn về đi một chiếc xe cho thoải mái. Vâng, thì đầu tiên đây em không làm mất thời gian của quý vị chị và các bạn nữa. Đầu tiên đây đó là một chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2016, cuối năm 2016, bản đen xịn, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, biển 89A08590. Chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 406 triệu đồng. Vâng, 406 triệu đồng anh em đã có một chiếc Toyota Vios màu đen, bản đen xịn, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, một chủ từ đầu. Khá là ok. Chiếc xe thì cam kết cho quý bạn là zin hết, không có lỗi gì cả, keo chỉ zin, máy gầm đại chất, máy gầm chưa ra luôn anh em nhé. Vâng, để có một chiếc xe như này thì khá là ok. Đấy. Anh em có nhu cầu mua dòng này về chạy gia đình hay chạy dịch vụ thì khá là ok, chỉ 406 triệu đồng thôi. Bên em có bao rút hồ sơ cho quý vị chị và các bạn. Vâng, tới với các dòng từ đời 2014 trở lên như thế này thì bên em có hỗ trợ trả góp ngân hàng từ 50 cho đến 70%. Anh em nhé, một chiếc Vios đời 2016, cuối năm 2016 đã được lên máy mới rồi nhé, máy của 2017 rồi. Và rất là đẹp luôn, sơn xi bóng loáng luôn. Và tiếp đến sẽ là một chiếc Toyota Vios đời 2006. Vâng, từ 16 cho đến 06 này, biển 26A32128. Một chiếc xe này thì đời 2006, bản Nimo đã được lưng kịch sàn, được trang bị 4 bánh đa răng đúc, 4 phanh đĩa. Đấy, rất là đẹp, đăng kiểm dài đến tháng 6 năm 2020, màu đen. Vâng, giá tiền là 158 triệu đồng. Vâng, 158 triệu đồng anh em nhé. 158, trang bị cả màn hình DVD và cam lùi rất là đầy đủ. Vâng, rất là hợp lý. Táp lô táp ly rất là sạch sẽ luôn. Vâng, giá tiền chỉ 158 triệu đồng thôi anh em nhé. Quá là ok, trang bị 4 bánh đa răng đúc rất là đẹp. Vâng, 4 phanh đĩa luôn anh em nhé. Khá là ok cho một chiếc Vios đời sâu, form cũ, nhưng mà giá thì rất là hợp lý anh em nhé. Đây là một mẫu xe lồi đồng cối đá anh em nhé. Lồi đồng cối đá luôn này. Vâng, tiếp đến sẽ là một chiếc Toyota Vios đời 2012. Chiếc xe này là phiên bản số sàn, bản S xịn, mang biển kiểm soát 14A055255. Chiếc xe này là tư nhân chính chủ, một chủ từ mới sử dụng, bản S xịn, đời 2012. Chiếc xe thì lên form 2013 rồi anh em nhé. La dương thâm đèn chì rồi, màu bạc. Và giá tiền chiếc xe này bên em đang bán là 298 triệu đồng. Vâng, 298 triệu đồng có bao rút hồ sơ. Bao rút hồ sơ cho quý vị chị và các bạn luôn. Anh em cùng xem cái phần nội thất. Tất cả những cái ốp cánh cửa này, tay vịn mở cửa này đều rất là ok và rất là đẹp luôn. Khá là ok cho quý vị chị các bạn luôn. Rất đẹp. Một chiếc Vios đời 2012 này, form cũ anh em nhé. Rất là đẹp cho quý vị chị và các bạn luôn. Tiếp đến sẽ là một chiếc Toyota Vios đời 2015, đăng ký lần đầu 2016, bản E xịn. Chiếc xe này cũng là tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, biển Quảng Ninh, 14A18122, màu bạc, bản E xịn. Chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 389 triệu đồng, đời 2015, đăng ký lần đầu 2016 anh em nhé. Đấy, sơn xi của chiếc xe rất là ok, màu bạc, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng. Quá là đẹp luôn. Nội thất của chiếc xe anh em thấy rất là hay, rất là sạch sẽ và rất là ok. Quá đẹp cho quý vị anh chị và các bạn luôn. Không gì có thể chối cãi được một cái dòng Toyota Vios nổ đồng cối đá, form dáng kiểu cách rất là đẹp luôn. Dòng này thì nó thiết kế rất là đơn giản, tất cả dòng Vios này thiết kế rất là đơn giản. Cái độ option của người ta chế là tạo ra dòng này thì không có nhiều, vâng, rất là ít. Nhưng mà về sự bền bỉ thì là không có dòng nào mà có thể là
đánh bại được cái dòng Toyota Vios trên thị trường Việt Nam này cũng như là trên toàn, vì nó rất lăn lành. Đăng kiểm chiếc xe này thì đến tháng 7 năm 2020. Vâng, tiếp đến sẽ là một chiếc Toyota Vios bản E xịn đời 2014 màu vàng cát. Với chiếc xe này thì bên em đang bán tại cửa hàng của mình với giá tiền là 359 triệu đồng. Chiếc xe này cũng là bản E xịn đời 2014 màu vàng cát. Vâng, đã rút hồ sơ rồi anh em, về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Con này đời 2014 anh em nhé, bản E xịn. Vâng, 14. Bản E xịn tất cả các đời 15, 16, 14, 17 đều có hết anh em nhé. 13, 12. Vâng, em đang về thêm hai chiếc Nimo đời 2009, 10 nữa. Anh em nào có nhu cầu thì đầy đủ giá tiền luôn, sẽ được cập bến tại cửa hàng ô tô Quốc Hải Phòng. Rất nhiều các mẫu xe cho các vị trí các bạn lựa chọn. Quá là ok anh em nhé. Đời 2014 359 triệu đồng. Đời 2014 anh em nhé, bản E xịn luôn. Bên cạnh chiếc 2014 này sẽ là một chiếc 2016 anh em nhé. Con này thì đầu 2016, cũng là tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, đời 2016 này, 405 triệu đồng, biển 14A19594. Vâng, 405 triệu đồng, màu vàng cát, không taxi dịch vụ, màu vàng cát luôn anh em nhé. Vâng, một dàn xe, xe khổng luôn. Anh em nào mà đang có nhu cầu mua cho mình một chiếc Vios thì hãy đến với chúng em. Chiếc xe này được trang bị cả màn hình Android, nội thất rất là đẹp luôn. Quá là ok. Đấy. Với nhu cầu thực hiện tay thì là rất nhiều những chiếc xe cũ được ra đời để phục vụ cho những người có ít kinh tế. Đấy. Quá là ok. Để là phục vụ cho tất cả nhu cầu đi lại của quý vị chị và các bạn luôn. 405 triệu đồng cho một chiếc Toyota Vios đời 2016 này. Máy xăng bản E xịn tư nhân chính chủ, một chủ từ mới này. Khá là ok anh em nhé. Vâng, một dàn xe khủng rất là đẹp. Con này biển Quảng Ninh luôn. Vâng, tiếp theo đây sẽ là một chiếc Toyota Vios đời 2014 nữa. Chiếc xe này là sơn xi màu đen. Vâng, sơn xi màu đen bản E xịn và giá tiền là 350 triệu đồng. Đời 2014 360 triệu đồng. Xin lỗi quý vị chị và các bạn, 360 triệu đồng đời 2014 bản E xịn màu đen. 360 triệu đồng anh em nhé. Sơn xi nội thất của chiếc xe đây, anh em thấy đây. Quá là ok. Vậy anh em có nhu cầu mua chiếc xe này thì có thể liên alo trực tiếp cho em qua hai số hotline được ghi trên phần tiêu đề cũng như là phần ấy của kênh của em. Đấy. Thì anh em xem video của mình đừng quên like và bấm đăng ký kênh cho mình để có thể là cập nhật được những mẫu xe mới về cửa hàng của mình nhất. Đấy, để cập nhật được những mẫu xe này thì anh em có thể là ấn vào đăng ký cho mình để cập nhật luôn một hàng xe mới về như thế này. Đấy. Vâng, với giá tiền chỉ có 460 triệu đồng một chiếc Vios màu đen này. Xe này đã rút hồ sơ rồi, anh em về chỉ vừa bấm biển vào tên thôi. Và tiếp theo sẽ là một chiếc Toyota Vios đời 2013. Với chiếc xe này thì bên em đang bán tại cửa hàng của mình với giá tiền là 295 triệu đồng. Đời 2013 bản E xịn. Đấy, biển 34A044-04990. 2013 anh em nhé. Bản E xịn. Đây là đời cuối cùng của cái form cũ này. Đấy, 2014 thì nó lên xem form này. Anh em nhé. Khá là hợp lý. Chỉ với 295 triệu đồng cho một chiếc Toyota Vios bản E xịn như thế này. Quá là ok anh em này. Đây, nội thất đây. Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng giới thiệu qua cho quý vị anh chị và các bạn về 9 chiếc xe Toyota Vios từ các đời 2006 cho đến 2016 và đang được chào bán tại cửa hàng của mình. Vâng, nhà em thì còn rất nhiều các mẫu xe đang được bày bán tại đây. Nhưng mà cái video này thì em cũng xin phép là quay về tất cả các dòng Vios thôi. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua Vios thì có thể là alo trực tiếp cho em vì nhà em còn rất là nhiều luôn. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình trong suốt thời gian qua. Đấy, để cập nhật được những cái mẫu giá hay những mẫu xe mới về thì quý vị bạn hãy bấm vào nút like và đăng ký và bật chuông thông báo hai lần góc màn hình phải để có những chiếc xe mới về. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.